Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng trong một cái khung cảnh rất là đặc biệt. Hồ nước, có cái dầu nước phun lên. Xa xa bên kia các bạn nhìn thấy hai căn nhà ở trên cây, kính thưa bạn. Hai căn nhà trên cây này cũng là một trong cái loại nhà mà Du Danh cũng có từng giới thiệu cùng với tất cả các bạn nơi đây. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng nhìn thấy những con vịt và cá nó đang dãy đuôi ở dưới hồ, rất là độc đáo. Đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua khung cảnh. Và cuối tuần cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine diễn biến 24 giờ, kính thưa bạn, thì nhiều tin tức đang sôi nổi hôm nay mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công, đặc biệt nhất là ở vùng miền Bắc và lẫn cả miền Đông Ukraine, giáp giữa biên giới của Ukraine và Nga như sau. Thì Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nước khu vực ở tỉnh Kharkov, hôm nay lực lượng quân đội Ukraine đã cắm cờ ở sát biên giới của Nga, cách một cây số, kính thưa bạn. Những khu vực mà lực lượng quân đội Ukraine đã giải tỏa xong cũng như tái chiếm lại những khu vực này còn lại là thành phố Kharkov. Kharkov, một trong vị trí quan trọng mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang chiến đấu và tìm bằng mọi cách để tiến sâu vào ở trong thành phố Kharkov. Thành phố Kharkov theo nguồn tin tức cho rằng nơi đây rất lớn, ở trên dưới khoảng 200.000 dân, kính thưa bạn, ở thành phố Kharkov này là một tỉnh lỵ. Nhưng cuộc chiến thì lực lượng quân đội Ukraine cho biết nói chúng tôi đã bước sâu vào ở bên trong thành phố, ở phía ngoài những quận ở cách ngoại ô của tỉnh Kharkov chưa đầy 3 cây số, và cuộc chiến của chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Lá cờ Ukraine đã cắm sát ở tuyến đường biên giới giữa Nga và Ukraine. Ây cha, như vậy là lực lượng quân đội Ukraine đã áp sát nơi đây, tức là chặt đứt con đường chi viện của Nga từ khí tài quân sự và nhiều thể loại khác. Nhưng đây chưa phải là hết, còn tuyến đường rộng lớn của nó, đó là ở Donetsk và Lugansk, kính thưa bạn. Một tuyến đường huyết mạch thì lực lượng quân đội Ukraine đã hợp đồng cùng với hai lực lượng, một binh đoàn tự do và hai là binh đoàn tình nguyện của Ba Lan, thân là giới Ukraine, hợp lực để phản công và đạt được nhiều thành công giới ở vùng phía Bắc. Hiện nay đó là tin tức đặc biệt về tình hình chiến sự ở miền Bắc Ukraine, kính thưa bạn, Kharkov. Riêng về tình hình Bakhmut, lực lượng quân đội Ukraine đã đạt nhiều mục tiêu và cũng như tiến sâu vào ở bên trong của thành phố Bakhmut, và tương lai thành phố Bakhmut lực lượng quân đội Ukraine sẽ giữ lấy lại thời gian gần nhất, đó là tái chiếm lại thành phố Bakhmut. Thành phố Bakhmut các bạn đã biết bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát, nhưng thành trì chiến lược này, hãy nói một mét đất là một mạng người đã nằm xuống nơi đây. Từ riêng về quân Wagner, kính thưa bạn, đã bỏ mạng ở tại chiến trường thành phố Bakhmut này lên tới là 32.000 quân, là một trong con số khổng lồ, chưa tính tới là quân số của Nga và quân Chechnya. Ngay bây giờ ở tại thành phố Bakhmut, lực lượng quân đội Ukraine phải nói là đang quyết tử ở cách đáng sợ chưa từng có. Đó là nói riêng về tình hình Bakhmut, riêng về Lyman, Kharkiv và những khu vực này, Andriyanka, Mariinka, tất cả lực lượng quân đội Ukraine dồn nỗ lực để phản công và tiến thẳng về phía trước. Đó là tình hình đặc biệt về miền đông Ukraine. Và hiện nay con số thương vong của Nga cũng như chưa có chi tiết báo cáo, kính thưa bạn. Theo tin tức từ báo Telegram mà quốc phòng Ukraine đã công bố về chiến lợi, chiến thắng của lực lượng quân đội Ukraine đã thấy rõ về miền đông và lẫn cả miền bắc Ukraine. Riêng về tình hình là phía tây bắc của tây đông của Ukraine, kính thưa bạn, tức là
giữa Donetsk và thành phố Zaporizhia. Lực lượng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phản công mạnh hơn và quân của Nga phải nói là đang toán loạn ở nơi đây. Nga dồn nỗ lực quân sự, đặc biệt nhất là dưới quân dự bị của Nga, là tiến về ở Melitopol. Thành phố Melitopol là một chiến lược quan trọng bắt buộc lực lượng quân đội Ukraine phải chọc thủng tuyến phòng thủ này. Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, nó hiện nay Nga đang dùng nỗ lực để ngăn chặn những tuyến phòng thủ của Nga, ngăn chặn lực lượng quân đội Ukraine phản công ở chiếm lấy thành phố Melitopol trong vài ngày tới. Tình hình hiện nay là quân của Nga đang táo loạn và bên cạnh đó với là đang hết hồn hết vía, với lực lượng quân đội Ukraine đã tuyên bố rằng sẽ chọc thủng những tuyến phòng thủ của Nga từ Zaporizhia và lẫn cả Melitopol với đạn nghèo mà Ukraine đã có. Kính thưa bạn, thì các bạn thấy là với ngay bây giờ thì tin tức từ mặt trận của Ukraine đang dồn dập là những tin đạt được thành công rất nhiều. Như con số nói là quân đội của Ukraine giữa đụng độ quân Nga và quân Ukraine hiện nay mà Nga thiệt bại thì thiệt hại như thế nào, và chi tiết đó Ukraine không lên tiếng, không đưa lên chi tiết, nhưng nó phần đất mà đã kiểm soát được vào ngày hôm qua thì đã nói là hơn 50%, kính thưa bạn, thì bây giờ có thể là đến 60% lực lượng quân đội Ukraine tái chiếm lãnh thổ ngay bây giờ. Đó là nói đến tin tức về tình hình chiến sự giữa miền Đông và miền Nam Ukraine đang diễn biến mới, kính thưa các bạn. Trong 24 giờ thì theo nhiều tin tức hôm nay nói đến là quân của Nga hiện đang ở trong cái thế là phải nói là khủng hoảng tồi tệ nhất chưa từng có, vì lực lượng quân đội Ukraine đã có những khí tài quân sự tối tân. Trong tháng 9 tới đây, trong cái gói mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine lên tới là 1 tỷ đô la, thì đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Ukraine hôm nay ông đã thông báo cho biết, ông nói là Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine trong cái gói hỗ trợ 1 tỷ đô la này là gồm có 190 xe phá mìn, là 100 người xe là tối ưu bất bại, kính thưa bạn. Ở trên xe có thể là chuyển quân và những sĩ quan, những binh sĩ của Ukraine đi ở trên chiếc xe này là hoàn toàn không thiệt hại, với những loại mìn có thể mang chất nổ lên tới 100 kg thuốc nổ TNT không hề hởn gì, theo lời đại sứ của Hoa Kỳ đã công bố, để hỗ trợ cho lực lượng quân đội Ukraine phản công trong tháng 9 này, tức là luôn cả trong đó có cả xe tăng Abrams, kính thưa bạn, là một trong loại xe, có thể đây là một loại xe phá mìn để hỗ trợ cho dòng xe tăng của Ukraine đạt được thành công trong đợt phản công vào mùa thu năm nay. Và tình hình hiện tại là khi Ukraine đã có 190 xe tăng này, xe phá mìn này, kính thưa bạn, là một dấu hiệu mà lực lượng quân đội Ukraine lại càng khích lệ, càng chiến thắng nhiều hơn nữa. Qua lời của đại sứ Hoa Kỳ ở tại Ukraine, ông nói thêm, ông nói hiện nay quý vị chưa tin tưởng vào xe phá mìn của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine, dù rằng chưa thấy, chưa biết mặt trong dòng xe cát cát, kính thưa bạn, xe cát cát thôi, không phải là xe tăng, xe cát cát, nhưng đã thí nghiệm qua nhiều lần ở Hoa Kỳ, là nói là thí nghiệm với 100 kg thuốc nổ TNT, chiếc xe không lật và sức nặng của nó cũng như sự độ bền vững của nó và luôn cả bánh lốp của nó cũng không bị hư, theo lời của ông giới thiệu đang ở ngang là sôi nổi. Thì Nga phản ứng hôm nay cũng dữ dằn, Nga phản ứng cho biết là với vũ khí của Hoa Kỳ và lẫn cả Anh Quốc, Nga cũng tiêu diệt cả tất cả, từ xe tăng của Anh Quốc chặt hai, kính thưa bạn, đã bị phá hủy hai chiếc, và luôn cả pháo M777, xe bọc thép, xe tăng của Đức Leopard cũng đều phá hủy hoàn toàn. Thì nói đến việc xe phá mìn này là chỉ là một món mồi, và Nga tin tưởng rằng lực lượng của Nga sẽ đánh bại Ukraine và Ukraine sẽ đưa đến người dân cuối cùng ra chiến trường.
vì hiện nay Tổng thống Zelensky ông không đồng ý giao 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea cho Nga. Vì vậy, cuộc chiến này là người dân cuối cùng của Ukraine sẽ ra chiến trường. Đó là lời của Nga đã viết ở trên báo Telegram trả đũa lại với vũ khí mà Hoa Kỳ đang viện trợ, kính thưa bạn. Thì tình hình hiện nay các bạn thấy nó là cục diện đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có, mà lực lượng quân đội Ukraine đang phản công và tìm bằng mọi cách để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Thì kể từ khi tháng 6 cho đến nay, quân của Nga đã thiệt hại con số rất là đáng kể. Theo những chi tiết mà lực lượng quân đội Ukraine đã thông báo, Nga thì cũng thông báo là lực lượng quân đội Ukraine đã thiệt hại lên tới là 66.000 quân trong từ tháng 6 cho đến nay. Nhưng Nga thì đã tuyên bố điều đó, cũng như nói khí tài quân sự của Ukraine mà Nga đã phá hủy lên tới 7.600 lượt, kính thưa bạn, là một con số khổng lồ. Thì tính ra như vậy là quân đội của Ukraine hầu như vũ khí và người cũng không còn. Nhưng mà là tại sao Nga lại bỏ chạy? Đây là vấn đề mà chúng ta đang thấy rõ. Cũng như mấy ngày nay là lực lượng quân đội Ukraine đã phản công, tấn công sâu vào ở bên trong của thành phố Melitopol. Bây giờ đã bước vào thành phố và tiếng phòng thủ của Nga ở Melitopol ở nơi đâu cũng không thấy. Đụng độ lẻ tẻ chưa đầy 20 phút, quân của Nga đã tháo chạy và lớp chết, lớp bị thương bỏ lại, theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã công bố. Và tình hình hiện tại này, kính thưa các bạn, Nga đã bước trong những giai đoạn khó khăn trùng trùng, đặc biệt nhất là vũ khí. Bên cạnh đó thì Nga phải làm gì trước tình thế mà Hoa Kỳ đang ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine, từ đạn nghèo cho đến đạn xuyên giáp, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị trong tháng 9 này. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở Ukraine mà các báo chí đang bình luận về chiến sự đang diễn biến mới trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Nga. Tin tức Nga thì có nhiều tin tức đang sôi động mà Putin phải nói là đang choáng váng và hốt hoảng, đặc biệt nhất đó là đồng minh của Nga, Armenia, đang chuẩn bị tuần này để tập trận chung lợi với Hoa Kỳ. Ê cha, một trong những tin đang nóng hổi mà đồng minh của Nga đã quay lưng. Cũng như vừa qua với lời thủ tướng của quốc gia Armenia, ông nói nếu nhờ cậy vào Nga để bảo vệ đất nước của mình là đồ ngu ngốc nhất. Vì Nga không phải là một quốc gia anh hùng, một quốc gia có đủ vũ khí, có đủ khả năng để bảo vệ, mà Nga chỉ là một kẻ chiến bại tương lai sắp tới với Ukraine. Ukraine sẽ đánh bại Nga mà những gì chúng ta đang thấy. Vì vậy, nói đến cuộc chiến giữa hai quốc gia Armenia và Azerbaijan, kính thưa bạn, thì hai đồng minh này đã quấn với nhau vào năm 2020, các bạn biết là khốc liệt. Chỉ có hai tuần lễ, trên dưới hơn 5.000 xe tăng đã bị cháy và số người chết bị thương lên tới 20-30.000 người giữa hai bên. Vì vậy, với cuộc chiến chóp nhoáng này đã được giải quyết, Nga đứng ra làm trọng tài để sắp xếp đàm phán. Thì bây giờ là đồng minh của Nga, Armenia, đã tập trận cùng với Hoa Kỳ. Dù rằng con số quân của Hoa Kỳ không có bao nhiêu, trên dưới chỉ là khoảng 200 quân, kính thưa bạn. Nhưng báo hiệu cho thấy là đất nước Nga đang bị bao vây. Thì theo lời của ông Peskov, phát ngôn nhân của Điện Kremlin, lên tiếng cho biết, nói hiện nay là Nga chưa bao giờ tin tưởng Armenia cũng như tin tưởng về đồng minh của mình có thể chung thủy, đặc biệt nhất là cuộc chiến giữa hai quốc gia Azerbaijan và Armenia đã nổ ra vào năm 2020. Vì vậy, sự vụ này không phải là vấn đề mà Nga tin tưởng. Còn việc là quốc gia này có đến gần với Nga và có còn thân thiện nữa hay không là tùy thuộc vào chúng tôi, kính thưa bạn. Trời nói nghe cũng đỡ khổ một chút xíu, chứ nếu không thì quá nhục nhã và mất cỡ với lời của phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov. Và tin tức thứ hai đặc biệt hơn, đó là tướng lãnh của Nga là ông Rodikin. Ông Rodikin là thiếu tướng bảo vệ phòng không của Nga
hôm nay đã bị cắt chức và bị giam lỏng ở tại nhà. Theo nguồn tin tức của Nga cho biết là ông đã hối lộ ở dưới Anh Quốc và nhận tiền của Anh Quốc bán đứng vũ khí chiến lược cũng như luôn cả hệ thống lá chắn. Và tướng lãnh này nhận tiền lên tới là 300.000 đô la. Đó là trong một con số là không phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ, vừa đủ xài, kính thưa bạn. Thì Nga tuyên bố cho biết đã cắt chức và hiện đang bắt giữ ông và bỏ tù lỏng. Thì hệ thống phòng không của Nga xem bộ trong những ngày sắp tới hơi bị mệt, kính thưa bạn, khi đã bán công nghệ về quốc phòng hệ thống lá chắn. Và hệ thống lá chắn này có nhiều loại vũ khí, đặc biệt trong đó từ tên lửa S-300, S-400 và lẫn cả hệ thống Patriot của Nga từ SWAT 1 và SWAT 2 gắn ở trên gầm xe T-72 có hệ thống radar định vị. Vì vậy, thời gian vừa qua, nói đến việc là hệ thống lá chắn của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine tấn công vào nhiều khu vực, đặc biệt nhất đó là ở Goto và Ondon, thì đã bị phá hủy máy bay hàng loạt từ Su-34, Su-35, lẫn cả Tu-22 và Tu-95 cũng bị phá hủy hoàn toàn ở các phi trường những khu vực này. Kính thưa bạn, sự tiết lộ của Nga, tức là làm cho tình báo của Nga và luôn cả Bộ An ninh của Nga trong cái sự chấn động nhất chưa từng có. Anh Quốc thì chưa tiết lộ tin tức nào đặc biệt về với tướng lãnh này đã nhận tiền của Anh Quốc là 300.000 đô la, kính thưa bạn. Vì vậy, nói đến việc hệ thống lá chắn của Nga đã gặp vấn đề trong tương lai sắp tới, cũng như tin tức vào ngày thứ năm ngày hôm qua mà Diêu Danh có chia sẻ cùng với tất cả các bạn, là nói đợt mà lực lượng quân đội Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào phi trường và khu quân sự của Nga ở Ondon và Goto. Thì tin tức hôm nay đã lên tiếng cho biết là với người dân, đặc biệt nhất là những báo chí độc lập ở tại đất nước Nga, họ tung ở trên Telegram cũng như những hình ảnh và chi tiết cho biết là dưới máy bay không người lái tấn công vào đây, Nga thiệt hại con số đáng kể chưa từng có. Đặc biệt nhất là máy bay không người lái lũi ngay vào bộ chỉ huy cũng như luôn cả hệ thống radar. Cảnh báo của đài radar sân bay này và nhiều thiết bị quân sự của Nga đã bị hư hại, là tất cả những chiếc máy bay không người lái lũi vào đây đã đạt thành công được 3-4 chiếc. Kính thưa bạn, như vậy là Nga đã hoàn toàn thất bại. Thì phía bộ quốc phòng của Nga đã công bố rằng là Nga đã bắn chặn hoàn toàn và không có chiếc nào ở ngàn bị rơi cũng như không bị hư hại, nhưng lửa cháy khắp nơi và làm cho 4-5 người bị thương, trong đó là có sĩ quan của Nga ở tại bộ chỉ huy. Đó là tin tức đặc biệt về ngày thứ năm mà máy bay không người lái đã tấn công vào lãnh thổ của đất nước Nga ở tại sân bay cũng như khu quân sự ở khu vực của Ondon. Thì Nga bây giờ nói đến tình hình chiến sự ở tại Ukraine, kính thưa bạn, diễn kịch mới, Nga lấy gì để đối trợ với 1 tỷ đô la khí tài quân sự mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine, đủ loại xe tăng. Bên cạnh đó còn có cả là xe cán mìn. Loại vũ khí đáng sợ này của Hoa Kỳ có thể là mũi đầu tiên để tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga trên xe chở bộ binh. Và khi cán mìn đến mục tiêu thì bắt đầu hạ miệng cho lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã tràn vào ở tuyến phòng thủ. Điều đó tin tưởng rằng Nga sẽ bị thất bại. Vì vậy, với bộ quốc phòng của Nga và luôn cả phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov mới lên trấn tĩnh rằng là Ukraine sẽ đưa đến người lính cuối cùng ở chiến trường Ukraine nếu như Tổng thống Zelensky ông không chấp nhận giao 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea cho Ukraine. Tức là
Ukraine sẽ bị thất bại và cho đến người lính cuối cùng, theo lời của Nga đã tuyên bố, thì tình hình hiện nay đất nước Nga, hãy nói đến vấn đề từ chính trị, quân sự và lẫn cả đồng minh của Nga, bây giờ đã không còn là tiếng tăm nữa, kính thưa bạn. Về mặt vũ khí của Nga, sở dĩ Nga còn ở cái hạng thứ ba, tức là Nga có vũ khí hạt nhân. Còn nếu như Nga không có vũ khí hạt nhân, thì Nga có thể tụt xuống ở cái hạng là từ 20 cho đến 25. Điều đó là có thể theo các chuyên gia quân sự. Thế giới nhận định về tình hình vũ khí của Nga, vì vũ khí của Nga bây giờ không có thể loại vũ khí nào là loại vũ khí bất bại. Cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ tiếc thay đã bỏ một khoản tiền khổng lồ lên tới gần 2 tỷ đô la mua hệ thống S-400 của Nga, bây giờ về đắp chiếu đó. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có thể giao S-400 cho Ukraine được, vì lý do hai bên đã ký kết giữ nguyên vẹn lời hứa với nhau, kính thưa bạn. Điều đặc biệt hơn tức là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là cùng biên giới, cũng như Tổng thống Erdogan. Ông mới vừa gặp Putin ở nơi nghỉ dưỡng Chisinau của ông. Vì vậy là Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục hỗ trợ loại tên lửa S-400 này cho Ukraine. Nhưng nếu được thì Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đổi lấy giao hệ thống S-400 cho Ukraine để tiếp tục mua lại F-35 của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đã đắp chiếu không bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ý tưởng này, kính thưa bạn, thì nhiều báo chí bình luận cho rằng là Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần lên tiếng nói đến đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, như các bạn đã biết, đặc biệt nhất là máy bay không người lái. Thì vừa qua ở NATO cũng nhận định rằng là Thổ Nhĩ Kỳ nên giao S-400 cho Ukraine, nhưng ông Erdogan ông nói không được. Dù là tôi biết là tôi làm cái đó thì nó đúng chứ không phải là không, nhưng tôi đã lỡ hứa với Nga rồi. Vì vậy nếu tôi giao thì hơi bậy bạ quá, đành hãy đắp chiếu hệ thống tên lửa S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi, kính thưa bạn. Thì theo lời giới chức quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cho biết, nói việc tên lửa S-400 này, chúng tôi có thể nâng cấp nhiều hệ thống cũng như lấy từ những mẫu và kết hợp lại với hệ thống lá chắn Patriot hay là hệ thống dòm sắt của Do Thái có thể đạt được thành công, theo tin tức Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố điều đó. Nhưng mà không biết có được hay không thì chúng ta cũng chưa xác định được. Nhưng tình hình hiện tại nói đến đất nước Nga ở trong giai đoạn ngày hôm nay, kính thưa bạn, là Nga đang rối bời. Đặc biệt nhất là quân đội của Nga là kể từ 6 tháng này, từ tháng 6 cho đến nay, khi lực lượng quân đội Ukraine phản công và giành lại nhiều phần đất, nhiều lãnh thổ, nhưng Nga chỉ ở trong cái tư thế phòng thủ và không đạt được thành công nào, cũng như không thể là phản công. Vì vậy, theo tin tức từ Nga, cho rằng Nga sẽ thiệt hại trong những ngày sắp tới khi lực lượng quân đội Ukraine giành lại được ở Melitopol. Thì đảo Khima, việc tấn công vào lãnh thổ của đảo Khima là không phải khó mà rất dễ dàng, và cây cầu đảo Khima cũng không còn tồn tại nếu khi lực lượng quân đội Ukraine đã chính thức phản công, đánh thẳng vào đảo Khima. Theo tin tức hiện tại thì Nga tức tốc, kính thưa bạn, là bố trí thêm về hệ thống lá chắn cũng như dày đặc những bãi mìn găng gồng ở đảo Khima, lại tiếp tục gia cố nhiều hơn nữa, và để chuẩn bị nếu như một kịch bản lực lượng quân đội Ukraine trực tiếp phản công vào đảo Khima. Còn cây cầu đảo Khima thì bây giờ phải nói là Nga đã không còn cách nào để bảo vệ cây cầu đảo Khima, thì thôi cứ để nó, còn được ngày nào thì hay ngày nấy. Với tình hình hiện tại này, kính thưa bạn, đó là tin tức ở tại Nga hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở châu Âu. Tin tức châu Âu thì cũng tin tức đặc biệt với từ lời của Tổng thư ký NATO và tình hình Nga liên tục tấn công vào vùng biên giới NATO và Ukraine. Đặc biệt nhất là những máy bay không người lái tấn công vào ở Romania, mà chuyện rùm beng mấy ngày nay vẫn còn đang tiếp tục. Mở cuộc điều tra thêm
với những chiếc máy bay không người lái tấn công vào ở những khu vực lân cận và thậm chí lọt cả ở trong lãnh thổ của đất nước Romania. Thì Tổng thư ký NATO, ông nói chúng ta hãy tiếp tục kiểm soát và ngăn chặn. Và tôi tin tưởng rằng với tình hình hiện tại, nếu như chúng ta không làm được chuyện đó, thì chúng ta sẽ bước vào một cuộc chiến tranh lớn. Điều đó quý vị đã biết, với lời của Tổng thư ký NATO, ông chỉ nói nhẹ và cũng như gửi một thông điệp cảnh cáo, kính thưa bạn. Riêng về Tổng thống Pháp Macron, ông nói, tôi không để cho người Nga đến tham dự Đại hội Olympic ở Paris năm 2024 tới đây. Và chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả các thành viên thể thao của Nga ra khỏi cuộc chơi, dù là cá nhân hay là ở trong đất nước Nga, và cấm cửa rồi, không có còn đi nữa, kính thưa bạn. Bên cạnh đó, nói lại về vấn đề mẹ của thủ lãnh Chechnya, hôm nay vẫn tiếp tục nổi cáo, nói tại tụi bay mà tao không đi được, tao không đi chơi được, tao không đến quốc gia nào được hết trơn, luôn cả Olympic thể thao tao thích nhất, tao cũng không tới được, tao sống còn để làm cái gì. Và Putin bây giờ có thể nói giống như một người ở tù, kính thưa bạn. Và tất cả ở dưới quan chức của Nga cũng tương tự, không có đi lọt những quốc gia nào ngoài cái việc những quốc gia Armenia ở gần Azerbaijan, vân vân, và kế tiếp là Tàu Cộng hay Ấn Độ là hết, không còn đi chỗ nào hết, không có đến quốc gia nào được nó hết, chỉ có bấy nhiêu đó. Và nếu như những người nằm trong danh sách lệnh truy nã theo tòa án quốc tế đã lệnh truy nã, trong đó có Putin, kính thưa bạn, thì xem như cũng nghỉ đi luôn và nằm tại chỗ chờ chết. Đó là một trong tin tức nói về ở châu Âu đang lên tiếng hôm nay. Và điều đặc biệt hơn đó là Hoa Kỳ hôm nay, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Hoa Kỳ đang có cuộc họp kín và đã công bố cho biết là Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã thống nhất một cuộc họp kín bàn bạc đã hoàn tất và quyết định hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn, từ tài chính cho đến quân sự. Và trong năm 2024 là ước tính con số lên tới là gần 20 tỷ đô la chỉ riêng về mặt quân sự, chưa tính tới hỗ trợ tài chính và ngân sách cho Ukraine trong năm 2024. Và hiện nay sẽ bắt đầu cuộc họp đưa ra từ Hạ nghị viện và Thượng nghị viện của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu thống nhất hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2024. Theo tin tức đang sôi nổi này, kính thưa bạn, thì các bạn biết Hoa Kỳ hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều, mà Nga thì đang chờ đợi trong một cái tin tức đặc biệt là chờ đợi khi Hoa Kỳ đóng cửa không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và mong đợi rằng người dân Hoa Kỳ sẽ đứng lên chống đối lại chính phủ của Hoa Kỳ nhiều hơn nữa để cắt viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bây giờ cái diện này là từ Hạ nghị viện và Thượng nghị viện đã họp mật thống nhất và đồng ý hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa. Xem bộ Putin đã thất vọng nữa rồi, kính thưa bạn. Trước kia thì Putin đang chờ đợi ở châu Âu, người dân châu Âu bắt đầu sẽ xuống đường chống đối lại chính phủ của nhiều quốc gia trong khối Liên minh NATO là ngừng cung cấp vũ khí vì họ đói, họ không có tiền. Kể ra đủ chuyện, nói đến việc của Nga và lẫn cả Tàu Cộng, nói đến việc mà người dân xuống đường. Nhưng các bạn biết, nói ở châu Âu, việc người dân xuống đường đó là thông lệ của người ta, cái truyền thống là phải đứng lên đấu tranh, đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi những gì của người dân ở trong nước, từng quốc gia một ở Liên minh châu Âu. Vì vậy, việc xuống đường biểu tình này thì không dính líu gì là với đất nước Ukraine, ngoại trừ Cộng hòa Hungary. Lên thường hay đưa ra những lời nói này, những lời nói kia, lo sợ rằng là Nga sẽ tấn công vào đất nước của họ. Nhưng mà chả hầu như đẻ ở trên Nga, cái máu sợ đó bây giờ đã có rồi, kính thưa bạn. Vì vậy là khi mà thủ tướng của Hungary là mở miệng lúc nào
cũng nói đến việc là nếu như châu Âu, Liên minh NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine thì dẫn đến một cuộc chiến tranh để tạm thế chiến. Mà Hoa Kỳ thì với NATO không có ông nào sợ hết, luôn cả tổng thư ký NATO cũng như cả Ukraine. Nói việc Nga hù dọa về vũ khí hạt nhân thì chuyện đó hàng ngày hàng ngày. Đối với Nga thì Nga cho rằng đó là một vũ khí đáng sợ, nhưng bây giờ thì người ta đã thấy rõ Nga chỉ có cái vỏ mồm và không làm được gì hết. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình châu Âu, các quốc gia đã lên tiếng về việc hỗ trợ cho Ukraine ở cái gói trong năm 2024 tới đây là một trong khối khổng lồ. Thì chúng ta hãy chờ đợi những ngày sắp tới, Hoa Kỳ sẽ tuyên bố là hỗ trợ cho Ukraine trong năm 2024 là bao nhiêu cái khoản tiền từ diễn hành đất nước, tài chính cũng như luôn cả khí tài quân sự trong năm 2024. Thì Diệu Danh nghĩ rằng cái gói tiền hỗ trợ mà vừa qua Tổng thống Biden ông đã tuyên bố là 60 tỷ đô la, kính thưa bạn, thì nó vẫn còn nguyên đó. Thì mới có bỏ ra chỉ có mười mấy tỷ đô la thôi, con số nó còn ít, nó còn ít. Nếu gồm chung lại cả châu Âu thì hỗ trợ cho rằng con số là trước khi cuộc chiến tranh nổ ra cho đến nay thì lên tới 100+ tỷ đô la cho Ukraine. Nhưng con số đó là vẫn còn thiếu, kính thưa bạn, còn thiếu với những gì mà Tổng thống Biden ông đã tuyên bố. Vì vậy chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới là các khoản tiền mà Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Ukraine là bao nhiêu. Đó là tin tức về châu Âu hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở Tàu Cộng. Tin tức Tàu Cộng đang diễn biến mới, đặc biệt nhất đó là khu vực châu Á của chúng ta, cũng như chuyến đi của Tổng thống Biden đến cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ và nhiều chi tiết khác. Thì đầu tiên Diệu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt nhất là tỉnh Hà Bắc ngày hôm nay. Thì chính quyền địa phương, kính thưa bạn, phải đi vay tiền ở chùa để trả lương công chức, nhân viên làm việc ở tỉnh Hà Bắc thì đã bị hết sạch tiền ở trong ngân sách của tỉnh và không có một đồng nào nữa. Như là 4 tháng nay không có tiền để trả lương cho nhân viên quan chức ở Hà Bắc. Vì vậy phải vay tiền của chùa. Kính thưa bạn, cái chuyện lạ đời nhất chưa từng có. Nếu nói chính quyền địa phương vay tiền ngân hàng, vay tiền ở chống được ngân hàng này ngân hàng kia thì cái chuyện đó là bình thường, không phải là cái chuyện hơi kỳ quái chút. Nhưng mà cái chuyện này là đi vay tiền của chùa, đó là cái vấn đề đặc biệt nhất chưa từng có nói đến tỉnh Hà Bắc. Và người dân tỉnh Hà Bắc cho biết nó là nhân viên bây giờ thì họ chán nản, họ không muốn làm việc nữa. Mấy tháng qua họ không có tiền lương, thậm chí cả tiền phụ cấp hay là phân nửa tháng lương cũng không có. Họ mặc tình, họ không muốn làm việc nữa. Họ nói chừng nào có tiền lương chúng tôi mới làm việc. Mà ở tại đất nước Trung Quốc thì cái phong trào người dân đòi hỏi về quyền lợi của họ hiện nay đang xuống đường khắp nơi, và tình hình càng lúc càng đang căng thẳng cho đất nước Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Tàu Cộng đang họp khẩn để đưa ra một chính sách quyết định là cấm tất cả người dân quấy rối và không cho phép người dân đòi hỏi những gì mà dưới chính quyền địa phương và lẫn cả luật pháp của Đảng Cộng sản Tàu Cộng đưa ra. Đây là chính sách mới hiện đang họp và chưa có ban hành theo nghị quyết nào, cũng như ở cuộc họp này sẽ chấm dứt vào thời điểm nào. Hiện tại ở Quốc hội đang họp và tranh cãi với nhau quyết liệt về tình hình đất nước Tàu Cộng. Với cuộc họp ngày hôm nay, thêm một tin báo động buồn cho Đảng Cộng sản Tàu Cộng, kính thưa bạn. Nói đến trong một tuần lễ, 7 nhân vật đặc biệt với những nhà là khoa học và những người giỏi giang nhất ở tại đất nước Trung Quốc đã chết trong một tuần lễ, 7 người. Thì kể từ đầu con dịch bệnh cho đến nay, tính tổng số là những nhà là khoa học kỹ thuật, những nhà là khoa học về tất cả mọi thứ lên tới là 178 người đi đài tất cả vì con dịch bệnh.
với con dịch bệnh bùng phát mới đây, chưa đầy 3 tuần lễ, thì đã 7 nhân vật đặc biệt này đã ra đi, và với tuổi đời của họ từ 60 cho đến 80 tuổi, những nhà khoa học nổi tiếng, những người phải nói là có đứng ở trong cái hàng ngũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có danh tiếng, kính thưa bạn, đi sạch. Bây giờ nhân tài của Tàu Cộng không còn nữa, mà còn lại là nhân tài là hèn hạ và thái giám thì có nhiều hơn ở tại đất nước Trung Quốc. Đó là theo tin tức mà người dân Trung Quốc hiện đang lên tiếng về tình hình hiện tại này. Bên cạnh đó, một trong những tin tức đang sôi động ở trên mạng Internet thì bây giờ Đảng Cộng sản Tàu Cộng đang tung tin nói đến việc Thủ tướng Nhật Bản ga dẻ anh hùng và uống nước thí nghiệm khi nước thải từ nhà máy hạt nhân đổ ra, kính thưa bạn. Thủ tướng Nhật Bản, ông chứng tỏ là nước không có bị độc. Ông uống xong xuôi rồi, và cả nhân viên phái đoàn của ông dắt đến để uống nước và chứng thật là nước không có độc, đi bệnh viện hàng loạt hết, trên dưới gần cả 200 người, kính thưa bạn. Thì bài báo của Tàu Cộng đang tung những tin tức giả, những tin tức không thật sự, trong khi Thủ tướng Nhật Bản, ông đang họp ở G20, kính thưa bạn, đang có mặt ở Ấn Độ, và cuộc họp khối ASEAN ông cũng có mặt ở nơi đây. Thì các báo chí, đặc biệt nhất là hãng thông tấn CNN và luôn cả AP đang nói lên về việc Tàu Cộng đang đưa những fake news và những tin tức giả, thông tin ở trên mạng Internet tràn lan về Thủ tướng Nhật Bản bị ngộ độc chỗ vô bệnh viện. Kính thưa bạn, nói đến việc Tàu Cộng, vấn đề này thì vừa qua Giao Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, nói những tin tức Tàu Cộng là những tin đồn thao phức thiệt, những tin tức không xác thật cụ thể, thì đã tung lên khắp nơi, và thậm chí cả người dân Trung Quốc phải nổi cơn điên ở dưới báo chí của Đảng Cộng sản Tàu Cộng, đặc biệt nhất là đài truyền hình CCTV cho rằng nước biển hiện nay đang bị chất nhiễm phóng xạ lên ở mức báo động, và yêu cầu người dân không được ăn cá, không mua cá từ ở Nhật Bản. Người dân chạy đi mua máy để đo thí nghiệm thì không có, hoàn toàn không có trong khu vực của vùng biển từ Thượng Hải, Hồng Kông và nhiều khu vực khác nằm chồng lấn luôn cả Biển Đông, cũng không có gì hết. Về nhà đo nước máy tại nhà nó lên ở cái mức độ là vượt mức cho phép, lên tới hàng trăm lần, con số người dân phải tá hỏa và chóng mặt, kính thưa bạn. Thì bây giờ những tin tức đó Đảng Cộng sản Tàu Cộng gỡ đi và tung những tin tức mới, đó là Thủ tướng Nhật Bản ông phải nhập viện vì ông là tự uống nước đã khử độc qua và ông đã bị ngộ độc đưa đến bệnh viện. Đó là nói đến tin tức về Tàu Cộng. Riêng về Hồng Kông ngày hôm nay, kính thưa bạn, nói đến 140 năm quay lại một lần cơn mưa ở tại Hồng Kông, một cơn mưa khủng khiếp, có thể nói là giống như thác đổ từ ở trên nguồn chảy xuống và ngập lụt khắp nơi ở Hồng Kông. Và tình hình Hồng Kông nói về việc giao thông hầu như bị gián đoạn hoàn toàn với bế tắc về giao thông, hãy chờ đến nước xuống sau cơn mưa ở Hồng Kông. Đó là nói đến tin tức về tình hình những thiên tai Tàu Cộng hứng chịu của năm 2023 đáng sợ, và hai cơn bão đang thịnh hành ở bên ngoài đang hướng thẳng về Tàu Cộng. Năm nay thì phải nói là Tàu Cộng hứng đủ 100% về những cơn bão số 1, cơn bão số 2, cơn bão số 3 bị ảnh hưởng rất nặng nề, nói đến về thiên tai ở tại đất nước Trung Quốc. Và tin tức cuối cùng ở tại Tàu Cộng, kính thưa bạn, thì nói đến việc người dân Trung Quốc tiếp tục xuống đường và chống đối Đảng Cộng sản Tàu Cộng về luật đất đai và luôn cả quyền lợi của họ. Từ gửi tiền ngân hàng, quỹ tiết kiệm và đóng tiền bảo hiểm, phong trào tóc trắng đã tiếp tục bùng nổ lên nhiều tỉnh lỵ ở tại đất nước Trung Quốc, mà họ tuyên bố cho rằng nếu như
từ đây cho đến tháng 10 của năm 2023, tất cả các ngân hàng và chính quyền địa phương không giải quyết, họ bắt buộc phải đi đến một cuộc xuống đường bạo động ở tại đất nước Trung Quốc diễn ra, giải gửi những tờ rơi, những bức chương hàng ngày dán khắp nơi những tỉnh thành ở tại đất nước Trung Quốc. Vì vậy, với lực lượng quân đội và công an của Tàu Cộng đang dày đặc khắp nơi và đang lo sợ rằng là cuộc họp giành lại một con đường là 100 năm của Tàu Cộng đang diễn ra sắp tới thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về đất nước Tàu Cộng. Theo nguồn tin tức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo cho biết là mời trên dưới hơn 90 quốc gia tham dự và nhiều quốc gia sẽ đến hợp tác với giành lại một con đường phá sản mà Đảng Cộng sản Tàu Cộng đang dàn dựng ra. Kính thưa bạn, thì các bạn biết nói là giành lại một con đường là đã có nhiều quốc gia phá sản rồi, không phải là mới đây. Thì bây giờ Tập Cận Bình muốn nối lại giành lại một con đường để cứu sống tình hình đất nước Trung Quốc. Đó là tin tức đặc biệt về Tàu Cộng. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình Biển Đông hiện đang sôi động hôm nay, đặc biệt nhất là Bắc Triều Tiên hạ thủy một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Kính thưa bạn, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đã đóng qua chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể mang cả đầu đạn hạt nhân ở trên tàu này. Thì con tàu đã được hạ thủy, Kim Jong Un cũng có mặt để cắt băng và hạ thủy con tàu ngầm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng không nói là con tàu này chở được bao nhiêu người ở dưới tàu thủy thủ đoàn cũng như mang vũ khí được bao nhiêu. Nhưng theo nhiều tin tức mà người ta đồn đoán cho rằng là Bắc Triều Tiên có thể mang cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở dưới chiếc tàu này. Nếu như Bắc Triều Tiên mà mang cả tên lửa liên lục địa thì thế giới này, trên kính thưa bạn, không còn nhân tài nữa. Không còn nhân tài nữa. Nếu có tầm bắn ở cái khoảng cách gần từ 4-5 ngàn cây số thì có thể có. Nhưng nói đến mười mấy ngàn cây số thì có bộ hơi bị hiếm với công nghệ của Bắc Triều Tiên. Hiện nay thì tình hình bán đảo Bắc Triều Tiên giữa Nam và Bắc Triều Tiên đang bước lên một sự căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Theo giới chức của Hoa Kỳ nhận định và luôn cả một lời cảnh cáo với Bắc Triều Tiên, nếu như Bắc Triều Tiên hỗ trợ vũ khí cho Nga và cung cấp tên lửa đạn đạo hay nhiều chi tiết khác thì Nga và Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục nhận thêm những hậu quả thê thảm mà Hoa Kỳ và phương Tây sẽ tiếp tục cấm vận. Theo tin tức vào ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã cho biết là máy bay L-76 của Iran là đột nhiên hạ cánh và cất cánh ở đảo Kima. Những tin đồn đoán cho rằng là Iran có thể cung cấp thêm máy bay không người lái hay hệ thống lá chắn từ Iran cung cấp cho Nga ở đảo Kima. Thì đó là tin tức Hoa Kỳ đã chuẩn đoán, kính thưa bạn, để chuẩn đoán chưa hẳn là sự thật là chiếc máy bay đó mang những gì ở trong đó đến đảo Kima. Nhưng tình hình Biển Đông hiện tại bây giờ là theo tin tức viện nghiên cứu Hoa Kỳ IMS đã thông báo cho biết là bước sang năm 2024 thì Tàu Cộng có thể là hành hung và bá quyền ở khu vực châu Á Thái Bình Dương càng đáng sợ hơn, đặc biệt nhất đó là eo biển Đài Loan. Nguyên nhân nào Tàu Cộng phải làm điều này? Tức là Tàu Cộng không để cho Đài Loan đủ lông, đủ kính, đủ cánh mà bắt buộc Tàu Cộng phải ngăn chặn Đài Loan từ bây giờ. Với tình hình hiện tại, khi bà Tổng thống Thái Anh Văn chuẩn bị mãn nhiệm kỳ thì bà lại bước đi ra một con đường mới, bà ngoại giao cả thế giới và tìm dây cánh để hỗ trợ bảo vệ cho Đài Loan. Ý, tình hình hiện tại là Đài Loan đang ở trong tình trạng căng thẳng mà Tàu Cộng có thể đánh úp bất cứ giờ phút nào với thái độ của Tập Cận Bình cũng như luôn cả quân quỹ. Vì vậy bà Tổng thống Thái Anh Văn, bà biết trước, bà phải đi trước tìm
đồng minh hỗ trợ, đặc biệt nhất là ở các nước ngoài. Đó là theo chuyến đi của bà Tổng thống Thái Anh Văn đã đi vừa qua, kính thưa bạn. Thì tình hình hiện nay nói đến cuộc họp G20, thì theo lời của Thủ tướng Modi, ông tuyên bố cho biết, ông nói là G20 sẽ bắt đầu mở rộng. Không phải G20 không, mà còn nhiều quốc gia khác. Những quốc gia hiện đang phát triển mạnh hiện nay là cần phải đưa những quốc gia này để cùng nhịp nhàng để phát triển kinh tế. Đó là theo lời Thủ tướng Modi. Thì cuộc họp hôm nay chỉ mới bắt đầu, kính thưa bạn. Và những ngày sắp tới, trong cuộc họp G20 này như thế nào? Điều đặc biệt nhất là Thủ tướng Anh Quốc, ông vừa tuyên bố, ông nói cuộc họp G20 này tôi sẽ chính thức nêu ra vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine và yêu cầu G20 phải có cách hỗ trợ cho Ukraine và yêu cầu Nga phải rút quân khỏi đất nước Ukraine. Nếu như tương lai gần Nga rút quân khỏi Ukraine thì Nga có thể còn vào vị trí về thương mại và chính trị của thế giới. Còn nếu như Nga gắn tới năm 2024 mà không rút quân cũng như cuộc chiến này không chấm dứt thì đất nước Nga sẽ là đi lãnh cháo, theo những gì lời của Thủ tướng Anh Quốc. Ông mới vừa nhấn mạnh hôm nay, kính thưa bạn, thì không phải một mình Anh Quốc không, cả Thủ tướng Canada, Tổng thống Biden và luôn cả Úc, New Zealand, Ý, nhiều quốc gia khác với những quốc gia hiện đang lên tiếng về cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó còn có cả Tàu Cộng. Vì vậy cái bản mặt của Tập Cận Bình không dám giác mặt đến ở hội nghị G20. Vì Tập Cận Bình biết nếu như Tập Cận Bình đến đây thì Tập Cận Bình không phải là có những lời tốt đẹp hay là giao với búa, mà phải nói Tập Cận Bình đến đây đều nhận những quả lựu đạn trội thẳng vào mặt Tập Cận Bình với những tiếng nổ, những người bất đồng với Trung Quốc, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ hay quốc gia châu Âu và những quốc gia hiện đang đối đầu trực diện với Hoa Kỳ. Điều đặc biệt hơn nữa là cuộc họp này, theo lời của Thủ tướng Anh Quốc đã cho biết, chúng tôi đang thống nhất giữa Hoa Kỳ và Liên minh NATO, châu Âu sẽ áp thuế thép cho Tàu Cộng là con số tương ứng hơn cả cựu Tổng thống Donald Trump. Ông đã áp thuế sắt thép của Tàu Cộng vừa qua. Vì tình hình hiện nay là Tàu Cộng đang phá giá thép, là phá giá để cho đất nước Trung Quốc được nâng cấp. Vì vậy, châu Âu và Hoa Kỳ không để cho Tàu Cộng được hưởng lợi từ WTO và thương mại, bắt buộc chúng tôi phải áp thuế sắt thép của Tàu Cộng, con số khủng khiếp. Hiện nay là G7 đang chuẩn bị họp sắp tới. Thì trong cuộc họp G7 này, kính thưa bạn, là bắt đầu sẽ có lệnh áp thuế sắt thép của Tàu Cộng sẽ diễn ra. Thì đó là một trong tin tức rằng đang đau buồn cho Tàu Cộng, đặc biệt nhất là Tập Cận Bình bây giờ. Đó là tin tức về tình hình cuộc họp G20 đang diễn biến mới, mà chưa gì hết Thủ tướng Anh Quốc ông đã tuyên bố, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta, nói đến một trong tin tức mà đặc biệt với những nhà bất đồng chứng kiến đã lên tiếng cho biết, nói kể từ khi năm 2016 cho đến nay mà giữa Việt Nam và Mỹ quan hệ với nhau càng lúc càng đi đến gần với cái việc là toàn diện có thể buôn bán vũ khí. Thì bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng đàn áp khốc liệt với những người bất đồng chứng kiến. Nguyên nhân nào? Lẽ ra cái sự mong đợi của người dân Việt Nam của chúng ta thấy giữa hai quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau với sự quan hệ chặt chẽ, thân thiện với nhau, thì hy vọng rằng sẽ mở rộng về nhân quyền cũng như nương tay cho người dân được nhờ. Nhưng không ngờ bên cạnh đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại là đàn áp tàn khốc với người dân Việt Nam, với những người bất đồng chứng kiến, những người nói lên sự thật
về tình hình đất nước Việt Nam. Người ta chỉ lên tiếng nói về đất nước hiện tại, khi đất nước đang nguồn lực càng lúc càng cạn kiệt, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra tay đàn áp một cách dã man tàn bạo. Bên cạnh đó, còn lại với những người sắc tộc ở Việt Nam, chẳng hạn như sử dụng ở Đắk Lắk vừa qua, với những người là dân bản địa, kính thưa bạn, và cộng thêm người dân Campuchia gom ở Việt Nam. Bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra tay tàn bạo một cách trắng trợn chưa từng thấy. Như vậy, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, quan hệ này có tốt cho người dân hay không? Hay là họ cùng một chính quyền với nhau để họ đàn áp tiếp tục? Theo bài báo nhận định cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lợi dụng vào Hoa Kỳ, giờ bắt người bất đồng chứng kiến, bắt người dân vô tội để làm con tin, trao đổi quyền lợi với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hãy tính vào ở cái phía trước, không tính vào tương lai. Theo nhận định của người ta, kính thưa bạn, thì Hoa Kỳ thấy là nó thả đi vài chục người, những người đã bị bắt, bị ở tù lâu năm, và với án hình ở tù ngày hôm nay càng lúc càng đang dài hạn và đáng sợ nhất, lại cộng thêm người dân giàu đồn công an đã chết, thì Hoa Kỳ không có lên tiếng, không nêu ra những sự vụ này, mà là một sự trao đổi quyền lợi. Vì vậy, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ càng khăng khít bấy nhiêu, thì người dân Việt Nam càng khổ bấy nhiêu. Theo người ta nhận định điều này có đúng hay không, kính thưa bạn, thì theo vô danh nghĩ rằng, với Hoa Kỳ thì đang tìm một chính sách mới, một chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đang muốn đi êm xuôi và thân thiện với Hoa Kỳ để tìm cách giải tỏa về nhân quyền, thì Hoa Kỳ cũng phải có chiến lược đó. Nhưng chiến lược đó cần phải có sự hợp tác của người dân. Người dân đứng lên và đòi hỏi với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng sự đòi hỏi của chúng ta là chưa hết sức, chưa hết lòng. Cái gì cũng vậy, phải nói là máu có đổ mới có thành công. Và không ai tự nhiên ban cho mình hết. Từ Tàu Cộng cũng vậy, người dân Trung Quốc đã đang đứng lên. Những gì họ đã tuyên bố thẳng với những người tóc trắng, nếu như không giải quyết đúng theo những nguyện vọng yêu cầu của người dân Trung Quốc, họ sẽ bắt đầu xuống đường bạo động. Và người dân Việt Nam của chúng ta thì xuống đường ở cách hờ hợt, xuống đường không kéo dài, không quyết tử. Nếu như một cuộc xuống đường quyết tử, bắt buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ. Họ không thể bắt toàn cả đất nước Việt Nam lên tới hàng trăm triệu người để nhốt vào tù. Vì vậy, bắt buộc họ phải nhượng bộ. Mà muốn nhượng bộ, cần phải có một cuộc hy sinh. Quyền lợi của chúng ta không đòi hỏi thì không bao giờ có. Nói đến tự do cũng vậy. Tự do và nhân quyền phải có đổi lấy máu và nước mắt. Nhưng chúng ta không hết lòng. Vì vậy, máu của chúng ta tiếp tục đổ, nước mắt đồng bào của chúng ta tiếp tục khóc. Điển hình nhất hiện nay đó là người dân Việt Nam của chúng ta khi bị công an bắt vào đồn thì đã chết. Mà sự vụ chết này, UN đã thưa cùng với tất cả các bạn nhiều video vừa qua. Trong cuộc bình luận mà chuyến đi của Tổng thống Biden đến Việt Nam, thì giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trao đổi những gì? Theo các báo chí bình luận cho rằng là Việt Nam sẽ có những chính sách mới, là tiếp tục thả người cũ, bắt người mới nhốt vào để làm một cuộc trao đổi là với Hoa Kỳ. Và nếu như Hoa Kỳ nêu ra vấn đề Việt Nam không cải thiện nhân quyền, thì Việt Nam nói tôi mới có thả đó, tôi mới có thả rồi, kính thưa mấy ông thấy là tôi đã thả, tôi đã thả những người tù, tất cả những người đã được giáo dục và Đảng và nhà nước đã ân xá cho những người này đã xong, tôi đã có cải thiện. Nhưng người dân họ tiếp tục chống đối chúng tôi vì cho rằng chúng tôi không có cải thiện, kính thưa bạn. Mà tôi cải thiện rồi, tôi bắt buộc tôi phải nhốt vào nữa. Sau đó sẽ trở thành một cuộc trao đổi mới sắp tới với Hoa Kỳ. Đó là tin tức đặc biệt về các nhà bất đồng chứng kiến
ở Việt Nam cũng như hải ngoại đang nêu ra chuyến đi của Tổng thống Biden đến Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ gây áp lực và bắt bớ những người bất đồng chính kiến tàn khốc hơn và nhiều hơn nữa trong năm 2023 và năm 2024 tới đây. Dân thì Vô Danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh, cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Thật thà nằm ước mơ từng cuộc tình thơ để tôi sẽ hát những dòng sông bên tai đàn văn vọng theo trao những tàu gì xác người dân tôi ra đi khi rằng về ấm bên trôi. Em cứ hát đi như không có chuyện gì, hát cho những làng thôn ngày mùa ruộng nương, những người dân đơn sơ cần cù, những mùa trăng yên vui hội làng, dòng họ lạ lơi thật gần thật quen. Để tôi sẽ hát những làn thôn năm xưa giặc tràn, bắt người dân đi đi không trở về, giặc lừa dối dân, giặc giành cướp dân. Nếu những lời ca ấy cho em một ngày bình yên, cho qua một ngày muộn phiền, em cứ hát đi em. Nếu những lời ca ấy cho em áo cơm từng ngày, cho em nuốt cơn nhục này, em cứ hát đi em. Để tôi sẽ hát nhắc em giặc xưa nay dẫu hóa thân, nhưng trước sau vẫn một loài, xem nước dân là cỏ dại, tùy tiện bán buôn đoà này chẳng. Yeah.
cứ hát đi như không có chuyện gì, hát cho những ngày mai gọi là đổi thay. Những đôi thay đơn sơ bình thường, cơm đủ ăn em thơ vào trường, người đừng bỏ đi mẹ rồi thành thơ. Để tôi sẽ hát mấy chục năm chưa vơi nhục nhằn, nét cuồng điên muôn dân đã hẳn, chờ đợi nữa chắc giặc này phải tan. Nếu những lời ca ấy cho em một ngày bình yên, cho qua một ngày muộn phiền, em cứ hát đi em. Nếu những lời ca ấy cho em áo cơm từng ngày, cho em nuốt hơn nhục này, em cứ hát đi em. Để tôi sẽ hát nhắc em giặc xưa nay dẫu hóa thân, nhưng trước sau vẫn một loài, xem nước dân là cỏ dại, tùy tiện bán buôn đọa đầy chẳng thương. Để tôi sẽ hát nhắc em giặc xưa vẫn còn, vì lời tranh đấu